Ngày 17 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, thời gian tới, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông như chở quá số người quy định, sử dụng chất ma túy, uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Đặc biệt, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tăng cường xử lý người tham gia giao thông vi phạm các quy định về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh sẽ tập trung xử lý hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, ví dụ như không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 12 của Nghị định 117/2020. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, theo quy định của Nghị định 117/2020, Cảnh sát Giao thông là một trong những lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Thời gian qua, Cảnh sát Giao thông các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.